Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 26 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 1262 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị trấn Lăng Can và tiếp nhận xã Phúc Sơn, Minh Quang, huyện Chiêm Hóa về huyện Lâm Bình. Các địa phương trong tỉnh hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh. Hệ thống kết cấu hạ tầng cho đồng bào tái định cư đang được các địa phương tập trung hoàn thiện. Thái Lan áp dụng phong tỏa có chọn lọc để kiềm chế COVID-19. Canada công bố hướng dẫn mới cho những người tiêm vaccine COVID-19. Sáng nay 27 tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 1262 ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị trấn Lăng Can và tiếp nhận xã Phúc Sơn, Minh Quang, huyện Chiêm Hóa về huyện Lâm Bình. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Sáng Vang, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Sau 10 năm được thành lập, đến nay huyện Lâm Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với sự phát triển chung của huyện, điều kiện kinh tế xã hội các xã trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là xã Lăng Can. Trước yêu cầu phát triển chung và với vị trí là trung tâm chính trị hành chính của huyện, ngày 27 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1262 về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó có việc thành lập thị trấn Lăng Can. Cùng với đó, hai xã Phúc Sơn, Minh Quang, huyện Chiêm Hóa sẽ được sáp nhập vào huyện Lâm Bình nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, tài nguyên rừng để liên kết và mở rộng sản xuất, hình thành các vùng sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa chuyên canh, tập trung quy mô lớn. Đồng thời đây cũng là cơ hội để hai xã mở rộng liên kết các loại hình du lịch dịch vụ sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với du lịch vùng lòng hồ sinh thái Na Hang Lâm Bình. Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung đã trao nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo thị trấn Lăng Can. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Hương Vượng trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo xã Phúc Sơn. Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo điều hành địa giới hành chính năm 2020 tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thế Giang trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo xã Minh Quang. Lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy công bố các quyết định về chuyển giao thành lập tổ chức đảng, đảng viên, các tổ chức chính trị xã hội và các quyết định về công tác cán bộ. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn Lăng Can và tiếp nhận xã Phúc Sơn, Minh Quang, huyện Chiêm Hóa về huyện Lâm Bình vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm với cấp ủy chính quyền huyện Lâm Bình. Để triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sớm ổn định và đưa huyện vững bước phát triển trong giai đoạn mới, tôi xin nêu mấy nội dung có tính chất nhấn mạnh và gợi mở như sau. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nhất là cơ hội, điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị trấn Lăng Can, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách mới liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và học sinh sau khi nghị quyết có hiệu lực, làm tốt công tác dân vận, nhất là phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, nắm bắt giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều hồ hởi thi đua, học tập, công tác, kinh doanh, sản xuất đạt kết quả cao nhất, chuẩn bị các điều kiện để phục vụ tốt việc bàn giao và tiếp nhận địa bàn, bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất, kinh phí của các tổ chức, cơ quan đảng, cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, nhanh gọn, đúng quy định, hệ thống chính trị được duy trì hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục phục vụ tốt cho nhân dân và doanh nghiệp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung cũng đề nghị huyện Lâm Bình khẩn trương rà soát, thống kê công dân, tổ chức, cá nhân, trên cơ sở đó lập kế hoạch, phương án, thực hiện điều chỉnh, đảm bảo chính xác, nhanh gọn, không gây phiền hà, lãng phí thời gian, ảnh hưởng tới đời sống nhân dân. Chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính, rà soát điều chỉnh bổ sung các chương trình kế hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã quyết định tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân vì có thành tích trong công tác triển khai tổ chức thực hiện công tác điều chỉnh địa giới hành chính. Sáng nay, huyện Yên Sơn đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trong những năm qua, phong trào thi đua bảo vệ và phát triển rừng của huyện Yên Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân. Bình quân mỗi năm, huyện trồng mới trên 3.500 ha rừng các loại, diện tích rừng hiện có trên 74.000 ha. Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh với thông điệp Vì một Việt Nam xanh, giai đoạn 2021-2025, huyện Yên Sơn phấn đấu trồng trên 1,7 triệu cây, trong đó 480.000 cây phân tán, trên 1,2 triệu cây trồng rừng tập trung trên đất trống. Riêng trong năm 2021, huyện sẽ trồng trên 250.000 cây rừng trồng tập trung. Mỗi một cơ sở hội thì ít nhất là chọn một cái tuyến đường mẫu để trồng một cái đường hoa, hàng rào cây xanh hoặc là những hàng cây phân tán theo như cái đề án của Thủ tướng Chính phủ và chọn ra những cái cây trồng phù hợp với từng địa phương. Trước mắt là chọn các cái tuyến đường điểm để làm, sau đó thì nhân rộng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thì cũng đã chọn một cái tuyến đường ở trung tâm huyện để trồng một cái tuyến đường cây xanh phân tán để gắn với lại cái chương trình, cái công trình chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ. Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh thì chúng tôi cũng đã huy động và chỉ đạo các cơ sở đoàn thực hiện trồng cây, trồng hoa trên địa bàn của thôn, xóm, địa bàn của cơ sở, và đồng thời cũng lồng ghép trong những cái chương trình, những cái hoạt động lớn của tổ chức đoàn và có chương trình trồng cây. Qua đó đã tạo được cho đoàn viên thanh niên ý thức về xây dựng nông thôn mới cũng như bảo vệ môi trường. Nhờ làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng bền vững, đến nay huyện đã có trên 18.000 ha rừng đã được cấp chứng chỉ FSC. Phát triển kinh tế lâm nghiệp cũng đang là hướng đi được các địa phương chú trọng để tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho bà con. Hàng năm đối với xã Thăng Quân thì bình quân mỗi một năm theo kế hoạch giao là từ khoảng 72 ha, xác định nhân dân xác định là kinh tế đồi rừng là kinh tế trọng điểm hiện nay. Những hộ gia đình có nhiều rừng người ta sẽ thu nhập rất cao. Yên Sơn là một trong những huyện đi đầu của tỉnh về phát triển kinh tế lâm nghiệp, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 61%. Qua đó góp phần tích cực bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế được nhiều loại hình thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ở địa phương. Cũng trong sáng nay tại xã Yên Phú, Đảng bộ chính quyền huyện Hàm Yên đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Với sự tham gia của đông đảo các ban ngành, tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện, đã góp phần tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động về mục đích ý nghĩa của trồng cây cây rừng, xây dựng môi trường làm việc, môi trường sống xanh sạch đẹp. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng các đoàn viên, công đoàn cơ sở, nhân dân đã trồng mới 250 cây muồng hoàng yến tại sân Động Tiên, xã Yên Phú. Đoàn thanh niên xã cũng huy động đoàn thanh niên tham gia trồng cây, tạo bầu không khí trong lành, thu hút khách du lịch đến với địa bàn xã cũng như địa bàn cả huyện. Thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ, giai đoạn 2021-2025, huyện Hàm Yên sẽ trồng mới 405 ha rừng tập trung và 425.000 cây xanh phân tán. Ủy ban nhân dân huyện đã giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể hàng năm đến từng địa phương, thôn bản, tổ dân phố, cơ quan đơn vị trên địa bàn. Lựa chọn các loại cây trồng phù hợp với quy hoạch, mục đích, cảnh quan, điều kiện sinh thái và tập quán canh tác. Trồng cây theo chủ đề tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới. Huyện Hàm Yên phấn đấu hoàn thành đề án sớm và vượt mục tiêu đề ra. Sau cái lễ phát động ngày hôm nay thì huyện sẽ triển khai thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ trên địa bàn huyện theo kế hoạch và với phương châm là thực hiện trồng cây nào giống cây đó, thực hiện việc quản lý, phân công chăm sóc, bảo vệ để cây xanh phát triển và góp phần phát triển cái kinh tế xanh của huyện và đặc biệt là cái tiêu chí về môi trường để huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025 theo đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt.
Chiều nay, Ủy ban Nhân dân huyện Chiêm Hóa đã tổ chức lễ công bố xã Nhân Lý đạt chuẩn nông thôn mới. Đến dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới, xã Nhân Lý đã huy động hơn 125 tỷ đồng trong công tác này. Xã đã cải tạo nâng cấp nhựa hóa, được trên 23 km đường, hệ thống kênh mương được kiên cố đạt tỷ lệ trên 81%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng một người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn gần 9%. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhân Lý trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhân Lý tiếp tục củng cố, nâng cao các tiêu chí, phát triển thêm nhiều mô hình trang trại, gia trại có hiệu quả, xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông lâm nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong phần tiếp theo của chương trình, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai các giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với tiêu thụ sản phẩm. Hệ thống kết cấu hạ tầng cho đồng bào tái định cư đang được các địa phương tập trung hoàn thiện. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 và những biến động của thị trường, nhưng ngay từ những ngày đầu năm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai các giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với tiêu thụ sản phẩm. Công tác phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, quyết tâm không để dịch lây lan trong các khu cụm công nghiệp. Để thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã nhanh chóng chuyển hướng đi mới. Một mặt, các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử, chuyển đổi mặt hàng sản phẩm chủ lực, tích cực tìm kiếm thị trường mới trong nguyên liệu đầu vào cũng như tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Mặt khác, cũng đã tận dụng các hiệp định thương mại tự do để mạnh kết nối với các thị trường lớn như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và các nước EU. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay thì Việt Nam cũng như ở Tuyên Quang đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Điều này giúp chúng tôi vẫn có nhiều cơ hội lớn với các đối tác, các nhãn hàng lớn vẫn tiếp tục duy trì ký hợp đồng với chúng tôi. Vì thế, từ đầu năm đến nay thì sản xuất của chúng tôi vẫn ổn định. Để duy trì được các đơn hàng thì chúng tôi đã nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa bằng cách đổi mới công nghệ và mẫu mã sản phẩm. Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều thị trường bị đứt gãy, nhưng các doanh nghiệp trong tỉnh đã chú trọng khai thác thị trường mới, thị trường nội địa, thị trường bán lẻ nên hoạt động sản xuất được duy trì. Giá trị sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm đạt gần 8.300 tỷ đồng, bằng 53% so với kế hoạch năm và có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là điều kiện quan trọng để duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành mục tiêu năm nay đã đề ra. Công ty cũng có cái định hướng để mà duy trì được cái công việc và tìm những thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm, để duy trì đảm bảo được cái công việc và cái thu nhập của người lao động. Theo kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý 3 tới đây cho thấy, có hơn 44% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên, gần 48% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và có hơn 8,8% số doanh nghiệp dự báo tiếp tục khó khăn hơn. Còn đây là một câu chuyện của một đơn vị cụ thể. Mới thành lập hơn một năm nay vào đúng thời điểm bùng phát dịch COVID-19, nhưng công ty May K&L Fashion tại thành phố Tuyên Quang đã tìm được cách để vượt khó và duy trì sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Công ty May K&L Fashion chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Mỹ, EU. Mặc dù khó khăn do dịch bệnh cộng với việc mới đi vào hoạt động, song công ty đã chủ động tìm kiếm mở rộng đối tác. Tiêu chí đặt chất lượng lên hàng đầu cùng với sự năng động, linh hoạt, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn người lao động về những mục tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đã giúp công ty thực hiện tốt mục tiêu kép vừa sản xuất, kinh doanh, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Cái mặt hàng trong cái dịch bệnh này cũng rất là khó khăn, nhưng mà nhà máy cũng đã có được cái sự chuẩn bị tốt và có được cái nguồn hàng dự trữ để làm sao mà cái đời sống của công nhân không phải chờ đợi việc, cũng như là cái công việc của công nhân sẽ không bao giờ bị trễ lại và ngừng lại. Được thành lập vào năm ngoái với số vốn đầu tư hơn 11 tỷ đồng, công ty đã đầu tư máy móc hiện đại và nhà xưởng khá quy mô để nâng cao năng lực sản xuất. Với sự chủ động nguồn hàng và thị trường, các đơn hàng từ nay đến cuối năm của công ty đã được ký kết. Để bảo đảm tiến độ sản xuất, đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu, hơn lúc nào hết, việc phòng chống dịch bệnh được doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Vừa phòng chống dịch vừa ổn định sản xuất đã giúp người lao động yên tâm làm việc. Công ty tạo việc làm ổn định cho gần 130 lao động làm việc
với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng trên người trên tháng. Mức lương công ty hiện tại đang ăn theo sản phẩm nên là mức lương của công nhân cũng khá là ổn định ấy. Nên là công nhân cũng rất là đang hăng say trong công việc để tạo được cái mức thu nhập là cao nhất có thể. Có thể thấy quan tâm đến công tác phòng chống dịch COVID-19 hơn lúc nào hết đã giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đối diện với làn sóng COVID-19 lần thứ tư, các doanh nghiệp buộc phải tìm được lời giải, vượt qua thách thức duy trì hoạt động để sống còn. Vừa khánh thành nhà máy sản xuất, doanh nghiệp này lại phải đối diện với liên tiếp hai đợt bùng phát dịch COVID-19. Trong khi đó, nguồn cung thì hạn chế, giá nguyên vật liệu liên tục leo thang, đầu ra sản phẩm thì phải cạnh tranh gay gắt. Nhưng trong cái khó lại ló cái khôn, khi doanh nghiệp đã xác định được lợi thế của mình, đó là nắm bắt cơ hội từ các thị trường xuất khẩu đang dần phục hồi. Với cả cái việc mà tiếp cận các cái đối tác nước ngoài, thế thì bản chất là các cái nước như là châu Âu hay là Mỹ thì sau khi mà hết dịch thì họ cũng có cái nhu cầu để bùng nổ lại cái nền kinh tế, thế thì họ cần rất nhiều cái nguồn hàng. Thế thì Jaeger là một điểm lựa chọn rất là tốt cho họ vì hệ thống quy trình công nghệ là tương đồng với các nước phát triển. Vì không thể vượt qua khó khăn như hai doanh nghiệp trên, nên năm ngoái trung bình mỗi tháng Việt Nam có 8.500 doanh nghiệp phải rời khỏi thị trường. Khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp tư nhân trong đại dịch là tiếp cận khách hàng, dòng tiền, lao động và chuỗi cung ứng. Chúng tôi cũng phải tìm đến cái giải pháp mà hỗ trợ từ các cái ngân hàng để có cái nguồn vốn đổ vào dự án. Thứ hai là về việc duy trì và đảm bảo tiến độ thì chúng tôi cũng dự phòng thêm các cái nhà thầu cũng như là cái nguồn lao động từ nhiều địa phương và đồng thời là tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh cái tiến độ của dự án. Trong bối cảnh khó khăn vẫn tiếp diễn, sức chống chịu của phần đông các doanh nghiệp đã bắt đầu suy giảm mạnh. Do đó, nhiều đề xuất cho rằng cần nghiên cứu thêm những giải pháp hỗ trợ phù hợp với các doanh nghiệp trong từng ngành, từng lĩnh vực để hạn chế tối đa tình trạng phá sản, giải thể. Những tác động của dịch COVID-19 đang khiến cả thế giới phải đối mặt với những thách thức mới. Chính phủ Thái Lan ngày 26 tháng 6 đã quyết định đóng cửa những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, bao gồm các khu trại công nhân xây dựng ở vùng thủ đô mở rộng và 4 tỉnh biên giới phía Nam trong 30 ngày kể từ ngày 28 tháng 2. Ngoài ra, chính phủ Thái Lan cũng sẽ áp đặt các hạn chế đi lại đối với những người từ các khu vực có nguy cơ cao để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Quyết định nói trên được đưa ra bất chấp việc một số bác sĩ cấp cao đề xuất chính phủ áp đặt lệnh phong tỏa Bangkok trong 7 ngày do thiếu giường bệnh và nhân viên y tế sau khi các ca mắc mới COVID-19 gia tăng. Chính phủ Thái Lan bác bỏ ý tưởng phong tỏa toàn bộ ở Bangkok vì lo ngại về tác động kinh tế tiềm tàng có thể phát sinh từ một động thái như vậy. Thành phố Sydney của Australia sẽ bước vào thời kỳ phong tỏa khó khăn kéo dài 2 tuần, bắt đầu từ đêm thứ Bảy, đêm nay 26 tháng 6, khi các nhà chức trách cố gắng ngăn chặn sự bùng phát nhanh chóng của biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao ở thành phố lớn nhất của Australia. Hơn 1 triệu người ở trung tâm thành phố Sydney và các vùng ngoại ô phía đông của thành phố đã bị phong tỏa do dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, cơ quan y tế cho biết họ cần mở rộng phong tỏa sau khi có thêm nhiều trường hợp ghi nhận nhiễm COVID-19 mới. Sydney, nơi sinh sống của hơn 5 triệu người, là sự kiện mới nhất trong chuỗi các phong tỏa đã được áp dụng tại các thành phố của Australia trong những tháng gần đây để chống lại sự bùng phát của virus SARS-CoV-2. Bang New South Wales đã ghi nhận 29 trường hợp COVID-19 mắc phải tại địa phương vào ngày hôm nay. Australia đã thành công trong việc quản lý đại dịch hơn nhiều nước thông qua việc đóng cửa biên giới, giãn cách xã hội và người dân tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội. Nước này ghi nhận hơn 30.400 trường hợp mắc COVID-19 và 910 trường hợp tử vong do COVID-19. Chính phủ Australia đã nhanh chóng cấp phép tạm thời cho vaccine Johnson & Johnson, mở ra nhiều lựa chọn trong việc chọn vaccine tại nước này. Cơ quan y tế công cộng của Canada đã phát hành hướng dẫn cập nhật cho những người Canada được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19. Những hướng dẫn bao gồm danh sách những việc nên làm và không nên đối với những người Canada đã tiêm một hoặc hai liều vaccine. Phó Giám đốc Cơ quan Y tế Công cộng của đất nước cho biết, có rất nhiều yếu tố tác động, khác với các hướng dẫn trước đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ hơn một tháng trước. Những người Canada đã tiêm cả hai liều vaccine này sẽ không còn phải đeo khẩu trang hoặc giữ khoảng cách khi ra ngoài, ngay cả khi những người đó chưa được tiêm chủng. Tuy nhiên, họ sẽ cần phải đợi 14 ngày sau khi tiêm liều thứ hai để có thể chắc chắn đã được bảo vệ an toàn. Điều này có nghĩa họ có thể tham gia các hoạt động cùng với bạn bè, đám cưới và những bữa tiệc ngoài trời. Tuy nhiên, cơ quan y tế công cộng của Canada vẫn khuyến cáo những người Canada đã được tiêm chủng đầy đủ
cân nhắc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 mét và tuân thủ các biện pháp do người tổ chức sự kiện đưa ra khi đến các sự kiện với những người có thể chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng một lần. Xin được chuyển sang những tin tức đáng quan tâm khác. Sau gần 20 năm tổ chức thực hiện dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, đời sống sản xuất của người dân trong vùng dự án đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống cơ sở hạ tầng cho đồng bào tái định cư đang được các địa phương tập trung hoàn thiện. Sau 6 tháng thi công, công trình nhà văn hóa thôn Nghiệu, xã Phù Lưu rộng trên 200m² do Ban di dân tái định cư huyện làm chủ đầu tư với kinh phí trên 1 tỷ đồng đã hoàn thành. Bà con phấn khởi bởi mong muốn có nơi để sinh hoạt cộng đồng, giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ đã thành hiện thực. Từ đó góp phần khơi dậy, nâng cao tình đoàn kết cũng như đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Từ khi có cái nhà văn hóa này, bà con rất phấn khởi này, kêu gọi bà con xã hội hóa đóng góp tiền ngày công để đổ sân, tường rào, bà con rất hưởng ứng. Có cái nhà văn hóa này, bà con cũng nên sinh hoạt cộng đồng đều đầy đủ hơn. Người dân này rất là cảm thấy là phấn khởi, rất là đồng lòng vui chơi thể thao bóng chuyền. Có trên 500 hộ thuộc dự án công trình thủy điện Tuyên Quang về tái định cư tại huyện Hàm Yên. Thực hiện quyết định 1766 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, huyện đã thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu, chính sách hỗ trợ bà con tái định cư, thúc đẩy phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, tập trung đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, tinh thần cho bà con di dân. Huyện đã và đang hoàn thiện 87 công trình xây dựng cơ bản với kinh phí đầu tư trên 26 tỷ đồng để phục vụ đời sống cho nhân dân. Trung ương cũng đã bổ sung cái vốn này và ban di dân chúng tôi cũng đã tham mưu cho huyện là ưu tiên những cái công trình mà nó gắn liền với lại cuộc sống hàng ngày của bà con. Đó là các công trình nhà văn hóa hoặc là đường giao thông nội bộ. Thì đến nay 100% các công trình này đã được đầu tư. Nhà văn hóa thì vừa rồi cũng đã được đầu tư thêm. Đến nay, tất cả các thôn, xã tái định cư trên địa bàn đều được đầu tư đồng bộ với cơ sở hạ tầng, với 100% đường được cứng hóa, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Tất cả khu tái định cư đều có nhà văn hóa. Nhờ chính sách hỗ trợ của nhà nước, đời sống người dân vùng tái định cư từng bước ổn định. Cuộc sống của người dân tái định cư ở Hàm Yên có nhiều khởi sắc, tạo tiền đề thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Và năm trở lại đây, cụm từ nông nghiệp hữu cơ là từ khóa mới trong sản xuất nông nghiệp ở nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nhằm tạo ra nông sản an toàn, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, mang lại lợi ích đối với sức khỏe của con người, góp phần cải tạo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Ghi nhận tại hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp theo hướng hữu cơ, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên. Trước khi sản xuất theo hướng chuyển đổi hữu cơ, vườn cam của anh Lượng cũng không có nhiều khác biệt gì so với hàng trăm mảnh vườn trên khắp huyện Hàm Yên. Cam của anh bán trôi nổi ngoài thị trường và thường xuyên bị ùn ứ vào chính phủ. Việc sử dụng nhiều các loại thuốc hóa học vào sản xuất cũng làm cho tuổi thọ của cây cam không được bền. Tuy nhiên, 2 năm trước, sau khi tham dự một khóa học về sản xuất cam theo hướng chuyển đổi hữu cơ, tư duy của anh Lượng bắt đầu có sự thay đổi. Chính bước ngoặt này đã giúp anh hiểu hơn về nhu cầu của người tiêu dùng và quyết tâm cùng với các thành viên khác tham gia thành lập hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Hữu cơ thật ra cái sản lượng nó sẽ kém hơn chất lượng. Trước kia thì nó rơi mỗi một cây cam nó bình quân khoảng 100 kg trên một cây, nhưng mà hiện nay thì nó rơi khoảng độ 30 kg trên một cây thôi. Nhưng mà chất lượng nó rất đảm bảo và giá cả nó lại hơn, vượt trội hẳn là những cam thông thường trước đây. Phát triển nông nghiệp hữu cơ cũng đồng nghĩa với người nông dân phải thay đổi cách thức sản xuất, cần có thời gian để cải tạo đất, tạo nguồn nước tưới, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Sau 2 năm chuyển đổi, các thành viên trong hợp tác xã này nhận thấy năng suất tuy có giảm nhưng chất lượng quả lại ngon hơn, còn sản lượng thấp sẽ được bù đắp bằng giá bán cao. Như vụ cam năm ngoái, giá bán 1 kg cam hữu cơ là 25.000 đồng trên kg. Hiện hợp tác xã có 30 hectare cam hữu cơ chuyển đổi. Mục tiêu của hợp tác xã là tiếp tục vận động người dân cùng tham gia hợp tác xã và mở rộng diện tích cam hữu cơ để sản phẩm của người nông dân làm ra có chỗ đứng trên thị trường và giá bán cao. Yếu tố quan trọng nhất đối với anh em chúng tôi đặt ra đó là tính bền vững. Bền vững ở đây là bền vững từ sản phẩm, từ cách làm, đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm tuyệt đối. Ngay từ khâu lựa chọn các sản phẩm để bón cho cây và chế phẩm để phun bảo vệ cây thì cũng hoàn toàn là từ sinh học và hữu cơ. Hợp tác xã cũng có thành lập tổ quản lý, đó là trong quá trình khai thác thu hoạch thì sẽ có sự kiểm tra, giám định trước của hợp tác xã. Sau đó nếu thực sự đủ điều kiện thì hợp tác xã mới cấp tem và cho phép xuất bán ra thị trường. Chất lượng, giá trị các sản phẩm sản xuất hữu cơ được nâng lên so với sản phẩm canh tác theo phương pháp truyền thống, khẳng định sản xuất nông nghiệp hữu cơ là hướng phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần nâng cao thương hiệu nông sản trên thị trường, giúp nông dân nâng cao thu nhập. Hôm nay là ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Có nhiều câu chuyện từ thực tế đã cho thấy, nếu có sự quyết tâm của cá nhân, sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là được trang bị đủ kiến thức hiểu biết, người nghiện ma túy hoàn toàn có thể vượt qua cái chết trắng. Anh Lê Trung Tuấn phải trả cái giá quá đắt khi 6 năm phải sống lệ thuộc hoàn toàn vào ma túy. Kiệt quệ cả về tài sản, sức khỏe, tinh thần, nhiều lần cai nghiện nhưng vẫn không thành công. Nếu ngày đấy tôi được trang bị kiến thức và đặc biệt nếu như bố mẹ tôi có đầy đủ những cái kiến thức về tác hại cũng như là những kỹ năng phát hiện sớm, những cái kỹ năng mà giúp đỡ thì có lẽ là cái con đường của tôi đi, con đường tôi quay trở lại nó đã ngắn hơn rất nhiều. Thiếu kiến thức về tác hại của ma túy dẫn đến không có kỹ năng để phòng tránh, không còn là sai lầm của riêng anh Tuấn mà có lẽ là căn nguyên của hầu hết những người đã lỡ đi vào con đường này. Sau hàng chục năm kiên trì, bền bỉ, nghiên cứu, anh đã cùng các cộng sự cho ra đời bộ tài liệu kỹ năng phòng chống ma túy cho học sinh. Hiện được Bộ Giáo dục thẩm định và đưa vào giảng dạy trong trường học. Cái bộ tài liệu chính thức để giúp cho giáo viên, cho những cán bộ quản lý giáo dục, rồi cho những cán bộ đoàn phải có cái giúp cho ngành giáo dục để mà có những cái cập nhật các cái kiến thức để lồng ghép và tích hợp vào các cái bài giảng chính khóa trong các cái cấp phòng vệ và bảo vệ cho gia đình. Được thai nghén chắp bút từ những người trong cuộc, cộng với sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực phòng chống ma túy, tài liệu này sẽ là kim chỉ nam giúp cho học sinh, sinh viên tránh xa được cái chết trắng. Và quan trọng hơn, nó còn là minh chứng rõ ràng nhất cho những ai có đủ nghị lực thì chắc chắn sẽ vượt qua được thách thức. Bệnh nhân điều trị nội trú tại các cơ sở y tế sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế hoặc ngân sách nhà nước chi trả phí xét nghiệm COVID-19. Đây là nội dung trong hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả xét nghiệm tầm soát COVID-19 được Bộ Y tế vừa ban hành nhằm tăng cường sàng lọc tại cơ sở y tế. 5 nhóm được miễn phí xét nghiệm. Thứ nhất, người bệnh điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh. Thứ hai, người bệnh ngoại trú nhưng xét nghiệm sau khi đã có quyết định điều chuyển vào nội trú. Thứ ba, cán bộ nhân viên y tế, người lao động tại cơ sở khám chữa bệnh. Thứ tư, người nhà ở lại chăm sóc bệnh nhân nhưng không quá 2 người luân phiên. Thứ năm, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh, đã hoàn thành cách ly y tế nhưng thuộc 4 nhóm đã nêu. Người bệnh nội trú được xét nghiệm COVID-19 định kỳ 1 lần mỗi tuần. Nếu có ca nhiễm trong khu điều trị thì xét nghiệm ngay tất cả. Người nhà bệnh nhân nếu ở lại dưới 7 ngày được xét nghiệm 1 lần, từ 7 ngày trở lên được xét nghiệm 2 lần. Người bệnh sau khi khám ngoại trú và điều trị nội trú phải xét nghiệm ngay. Người chuyển tuyến cũng cần xét nghiệm. Cán bộ nhân viên y tế, người lao động tại cơ sở khám chữa bệnh xét nghiệm 1 lần mỗi tuần. Phương pháp xét nghiệm có thể là test nhanh kháng nguyên, xét nghiệm PCR, mẫu đơn hoặc mẫu gộp. Chi phí xét nghiệm nêu trên được chi trả dựa trên hai nguồn là Quỹ Bảo hiểm Y tế và ngân sách nhà nước. Quỹ bảo hiểm chi trả nếu những người trên có thẻ bảo hiểm y tế. Những người không có thẻ bảo hiểm sẽ được ngân sách nhà nước chi trả. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo.